Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp đón sự trở lại của bà Véo nha mọi người nhá. Kèo hôm nay thì vẫn sẽ là một kèo rất đặc biệt nữa, đó là 31 bát cơm mọi người ạ. Trước thì bà Véo có từng ăn 29 bát thôi mọi người nhá. Mình có bảo 30 bát nhưng mà đếm lại sau đấy thì có 29 bát thôi. Bây giờ thì mình sẽ tăng lên 2 bát nữa là thành 31 bát. Để xem bà Béo có ăn nổi 31 bát không nhé, mọi người cùng dự đoán xem nhé. Và phần thưởng thì cũng như là mọi khi thôi, mình sẽ để lại tiền đây là 5 triệu đồng, mình sẽ để lại đây. Nếu mà bà Béo mà ăn hết được 31 bát cơm này thì mình sẽ cho bà Béo 5 triệu mọi người ạ. Và bây giờ thì bà Béo đã sẵn sàng chưa nhỉ? Vẫn câu hỏi cũ đó. Bà Béo sẵn sàng thì mình sẽ nhường lại sân khấu cho bà Béo thôi. Và trước khi mình nhường sân khấu thì mình vẫn xin làm phiền mọi người một tí, là mình xin phép mọi người là mình đang bán chẩm chéo nha. Mọi người mua ủng hộ chẩm chéo mình để mình có kinh phí làm video cho mọi người xem nhé. Chẩm chéo mình thì đang có giá là khuyến mại là 50k một lọ mọi người nha. Miễn ship từ 10 lọ trở lên mọi người, 5 lọ trở lên mọi người nha. Mình nhường đấy. Mình có bán chẩm chéo này với ớt ngâm. Ớt ngâm thì dùng ớt xiêm rừng mọi người nhá, ớt bé tí ấy. Ngâm thì mình để càng lâu nó càng thơm dai. Mình càng để lâu càng mấy năm cũng được mọi người ạ. Càng để lâu thì càng ngon. Cả nước măng chua cũng để mấy năm cũng được mọi người nhá. Nước măng chua dùng để ăn gỏi thôi. Gỏi cá này, gỏi củ quả, rau củ quả thì mình cho vào thay quả chanh nhá mọi người. Đấy, rất là ngon luôn. Mọi người mua hàng bằng cách là truy cập với số điện thoại Zalo của mình nhé, 0843000977, mình sẽ ghim để video nhé mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ nhường sân khấu cho bà Béo nữa, mọi người ạ, cùng cổ vũ cho bà Béo nhé. 31 ra bát cơm chuẩn bị chén thôi nhá. Thôi mời mọi người ăn cơm cùng Nga mình nhá. Ôi, mình sẽ cố đấy, đúng là 31 bát cơm mọi người nhá. Đây này, ăn thử thách là bản thân mình ăn được bao nhiêu thì thôi. Hôm nay là sẽ tăng lên 2 bát. Trước là mình cứ tưởng là 30 bát nhưng mà sau đếm lại thì đúng là 29 bát rồi mọi người ạ. Nhưng mà dẫu sao thì nếu mà 29 bát cơm thì cũng là quá khủng khiếp rồi đấy. Riêng mình mọi ngày thì chỉ ăn được có 3 bát cơm được căng rồi. Cái bát với cái thìa này nó va nhau nó cứ phát ra tiếng kêu ấy nhỉ. Mọi người cứ hay nói là bà Béo cào thìa nghe điếc tai, nhưng mà nó nói chung là ăn hết chứ. Nhưng mà để ăn hết thì mình không thể nào mà làm khác được. Để ăn kèm với cơm sẽ là một đĩa thắng cố ngựa mọi người ạ. Với bát canh cũng là làm từ món thắng cố ngựa nha mọi người nha.
Chàng ăn cơm này không phải đơn giản đâu chứ. Mọi người thì từng ăn bữa cơm thì hết mấy bát thì mọi người sẽ biết rồi. Khổ lắm thì chắc cũng từ hết từ 4 đến 5 bát là cùng. Còn để mà ăn hết được 30 đến 31 bát thì mình vẫn chưa thấy ai đâu mọi người ạ. Mà béo dạo này ăn thế ăn khỏe hơn rồi đấy. Tương phải có canh mọi người ạ. Mà ăn kiểu nào miễn hết 31 bát là được. Nếu cần nước lọc để chan cơm thì bảo con nhá. Có nhiều người là thích kiểu ăn cơm chan nước thì nó ăn nhanh hơn.
mọi người cùng cổ vũ cho Bà Béo nha, bằng cách bình luận phía dưới mọi người nha, chia sẻ giúp Bà Béo và like cho mình một nút like và chia sẻ nhé mọi người. Ai dự đoán xem mà Bà Béo có ăn hết không? Lúc nào mà cần nước lọc thì vào con nhá, con lấy nước lọc cho đấy. Còn giúp để mà giúp ăn cơm thì không được, chỉ giúp bà lấy nước cho thôi. Ăn cơm là điều ý là không nên cười mọi người ạ.
rất là bắt đầu căng rồi đấy. Tiếp nước rồi. Có vẻ rất là căng nhớ nhá, nhưng mà hết nửa rồi mọi người ạ, ăn hết một nửa rồi thì không căng thì cũng lạ. Riêng cái ăn cơm mà nhiều bát như này thì không chỉ cần là hỏi phải ăn khỏe mà phải có sự cố gắng nữa nha mọi người nha. Dĩ nhiên là mình không cần tốc độ đâu, chỉ cần ăn hết thôi. Miễn sao mọi người ăn, các bạn ăn hết 30 bát này là sẽ có tiền thưởng. Còn không hết thì sẽ không có tiền thưởng đâu nha mọi người nha. Đấy, quy định của cuộc chơi nó là như thế thôi. Mọi người cùng cổ vũ cho bà béo nha. Gần hết rồi mọi người ạ. Còn khoảng lộ tầm 10 bát nữa. Mời bát cơm cho một cuộc chơi. Liệu bà béo có phá kỷ lục để thắng cuộc thi này hay không thì mọi người cùng dự đoán và để lại bình luận phía dưới nha.
ăn 30 bát cơm không phải thế với mọi người nhá. Nếu thực sự mà bạn nào hoặc anh chị cô chú nào mà bảo là ăn 30 bát như này bảo là ăn dế thì mọi người cứ cho ra và ăn thử thì sẽ biết nó cảm giác nó như nào nhé. Riêng mình thì mình bó tay luôn mọi người ạ. Mình thì mình không thể ăn nổi nhé. Mình nói trước. Người cùng ủng hộ bà Béo bằng cách like và chia sẻ giúp bà Béo nha mọi người nhé. Để Béo có động lực ăn nhiều món hơn, thử thách nhiều món hơn cho mọi người xem. Có cần nước lọc như kỳ trước không? Không cần. Không cần, lần này không cần. Lần này không cần. Thường thì những bát cuối cùng này mới là giai đoạn khó khăn nhất nhá mọi người. Khả năng của con người thì cũng có giới hạn thôi. Vậy nên không biết đợt này mà Béo có thể thắng nổi 31 bát cơm này không?
Cố lên, gần hết rồi. Tình hình này hơi căng rồi đấy mọi người ạ. Mình thấy là rất là căng luôn rồi. Căng như dây làn luôn. Mà nếu mà thấy căng quá thì mọi người đều có thể bỏ cuộc nhé. Cảm thấy không cố được có thể dừng cuộc chơi. Nhưng nếu mà là cố đến tận đây rồi thì hy vọng là bà Béo sẽ ăn hết mọi người ạ. Mọi người cùng cổ vũ cho bà Béo nha. Hiện tại là còn 5 bát nữa, 5 bát cuối nữa. Quá tuyệt vời luôn. Trước là có ăn hết 29 bát thôi nhá mọi người nhá. Lần này thì tăng thêm 2 bát nữa. Thật sự là trên bàn có 31 vát nhá. Lượt trước là mình có nhầm một xíu. Còn một bát cuối cùng nữa mọi người. Hai bát cả trên bà Béo đang ăn là hai bát. Đây, nốt bát này là còn một bát nữa thôi.
và 11 bát cơm. Và hiện tại bà Béo sắp ăn hết rồi, còn đúng là 1 bát nữa thôi, cố lên nào bà Béo. Nốt bát cuối cùng. À, hết rồi mọi người ạ. À, cuối cùng cũng đã hết. Cố mái đi mới hết mọi người nhá. Tuyệt vời quá mọi người ạ. À, ăn hết 31 bát cơm nên không thể tin nổi luôn mọi người nhá. 31 bát cơm là không phải thế mọi người ơi. Thật là bình thường luôn. Thật sự là không thể tin được luôn mọi người ạ. À, cứ tưởng là bà Béo sẽ không thể ăn được ấy, bởi vì có những lúc mà bà Béo tưởng chừng là gần như là sẽ bỏ cuộc mà vẫn cố được mọi người ạ. Tài thật. Thế em kèo này mình lại thua nữa rồi mọi người nhá. Kèo này thì mình thua bà Béo nữa rồi. À, mình sẽ lại mất 5 triệu cho bà Béo nữa nhá. Tiền thì con có để trước mặt bà ấy, bà thắng thì cứ lấy thôi nhá. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hôm nay thì rất là tuyệt vời luôn. À, 31 bát cơm thì bà bé cũng là ăn sạch mọi người ạ. Phần thức ăn thì mình không tính nữa nhá, đấy chỉ ăn kèm thôi. Hết 1 bát canh nữa. 1 bát canh ăn cùng thì 31 bát cơm. Thì bà bé là ăn sạch luôn mọi người nhá, quá tuyệt vời. Vâng, bạn nào mà cảm thấy mình có khả năng ăn uống thì có thể ăn được 31 bát cơm thì liên hệ với mình mọi người nhá. Mình sẽ có phần thưởng trực tiếp cho nếu mà ăn hết đấy. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé. Hẹn video tiếp theo mọi người nhé. Xin chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Trong phim mini sỏ răng thì có pin ong nhé. Làn cờ lấy giòn bò mè pin ong. Xung ải xung em là bất chút thời gian quý báu. Để phim ủng hộ mốt đu mất làn. Làn cờ bò mi sang hướng xưa. Sỏ chú ải em lương chơ khảo khăn. Chịt kinh phát tai mà khửn thảo ké màn dân. À, muốn đủ một lần mi tăng mang tất cả đó ấy em ơi. À, lép thì mơ mi sang chân đầu muôn chân đầu bấm muôn để góp ý đủ lần. À, muốn đủ một lần hủ tăng sửa chữa pin ong nữa. À, đeo pin ong chữ đăng ký kênh này. À, theo dõi kênh, ấn chân like và chia sẻ. À, muốn đủ một lần ấn like bấm men ấn like bấm pin nữa để bình luận comment sẽ tăng cổng video pin ong nữa. À, đồ làn trắng hồ sửa chứa trắng hồ dệt phim muôn hơn xưa ở xung ải xung em này. Khay là làn cửa xó răng video hủy lọ xó cha pin ong nữa pin ong chứ đăng ký kênh ở đồ làn nữa pin ong nữa xó cha pin ong.